Verb tenses. Thì động từ. Thì động từ là phần cơ bản nhất trong tiếng Anh. Và khóa học về thì động từ đó mình đã lên lớp từ hồi năm rồi lắm. Hồi năm rồi hay là năm trước gì đó, năm 2007 thì phải. Mình đã lên lớp rồi và hiện giờ mình vẫn đang lên lớp lại một lần nữa. Và mình vẫn đang cố gắng upload video lên cho các bạn. Hiện giờ trên YouTube đó thì các bạn thấy là mình đã có sẵn một số thì rồi, những thì quan trọng nhất đó thì các bạn đã thấy. Các bạn nếu mà các bạn muốn ôm lại phần thì đó thì đầu tiên các bạn nên ôm thì hiện tại đơn ha. Present simple là thì đầu tiên các bạn ôm, xong rồi present continuous và sau đó là past simple, past continuous, rồi qua tới thì hiện tại hoàn thành là present perfect, sau đó là qua present perfect continuous là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Sáu thì này là sáu thì mà các bạn sẽ gặp nhiều nhất. Sau đó thì tiếp theo các bạn học đó là thì quá khứ hoàn thành, past perfect. Sau đó nữa là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Ha. Tức nghĩa là 8 thì đầu đó các bạn sẽ học hai thời, thời hiện tại và thời quá khứ. Và mỗi thời nó có 4 thì. Mỗi thời nó có 4 thể. Thì thời với thể kết hợp lại với nhau tạo ra thì. Thì các bạn có được 8 thì, đúng không? Và sau 4 thì còn lại đó là nó nằm ở thời tương lai. Tức nghĩa là sẽ các bạn sẽ có future simple là tương lai đơn, future continuous là tương lai tiếp diễn. Và hai thì còn lại thì hơi ít sử dụng hơn một chút là future perfect và future perfect continuous, tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn. Các bạn đừng có lo là khó hiểu bởi vì mỗi một thì đó chúng ta học một hai buổi mới xong, và 12 thì cơ bản đó là học cũng mấy tháng mới xong, cho nên các bạn cứ từ từ coi video lại. Nhưng mình nói ở đây đó để các bạn hiểu là khi mà các bạn học phần thì này đó, các bạn viết bài, nếu như các bạn, mình thấy các bạn còn vướng ở phần thì nào, ví dụ như hôm trước đó trong nhóm có một số bạn, trong một nhóm đó có bạn dùng thì quá khứ đơn thay vì dùng thì hiện tại hoàn thành. Mình nói ai thì người đó biết nha, người đó là thấy bị nhột nhột hay gì đó là hiểu rồi nha. Người đó thay vì dùng thì hiện tại hoàn thành thì người đó lại dùng thì quá khứ đơn. Thì mình mới gửi cái link của YouTube của ngay cái công dụng đó của thì hiện tại hoàn thành luôn, gửi ngay cho bạn nó coi liền tại chỗ và bạn đọc xong mình sửa câu liền tại chỗ luôn. Đó là lý do tại sao mình cắt video ra những khúc rất nhỏ, mỗi khúc chỉ có 2-3 phút. Có khi các bạn thấy một phút, một khúc, một video đó có khi nó chỉ có một phút mấy thôi. Lý do tại sao? Bởi vì từng video như vậy đó, ví dụ coi học thì hiện tại hoàn thành đi, thì nó có khoảng chừng 5 hay 6 công dụng gì đó mà người ta dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả. Thì mỗi một video đó nó là một công dụng của thì hiện tại hoàn thành đó. Công dụng đầu tiên một video, công dụng thứ hai một video, công dụng thứ ba một video. Nên khi các bạn bị thiếu sót ở thì hiện tại hoàn thành mà các bạn không biết là nó dùng công dụng nào, thì mình sẽ gửi ngay cái video đó, công dụng thứ ba của thì hiện tại hoàn thành nói về cái gì, và các bạn coi video đó các bạn sẽ biết ngay các bạn nên sử dụng thì đó liền. Đó là lý do tại sao mình phải bỏ rất nhiều thời gian để cắt video là như vậy. Thay vì các bạn coi nguyên cái video một tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ, các bạn nhớ là hôm trước hôm đó mình có học cái thì hiện tại hoàn thành rồi, công dụng thứ mấy không nhớ, không biết nó nằm ở phút thứ mấy, phải tua qua tua lại bấm một hồi kiếm, nhiều khi kiếm không được, kiếm không được thì lại càng bực mình lên, rồi kiếm một hồi bấm tới bấm luôn một hồi đập cái điện thoại ha. Cho nên mình thì cố gắng cắt cái đó sẵn cho các bạn để các bạn dễ tìm, nên các bạn sẽ ôm lại rất nhanh nếu các bạn chịu khó coi video. Đó là phần thì, bây giờ mình đi vào các câu cụ thể. Câu này mình cũng mượn trong bài của một bạn nha. Câu này đó, he was not only an excellent student but also a decent daughter. Câu này khi mà mình đọc rồi mình dịch ra tiếng Việt đó, mình thấy rất bình thường, hoàn toàn đúng hết, không có gì sai hết. Nhưng nếu như các bạn nhìn kỹ lại câu này đó, các bạn sẽ thấy nó không ổn. Bởi vì tiếng Việt mình không chia thì, cho nên mình không có thấy cái sự khác biệt. Nhưng tiếng Anh thì có chia thì, cho nên chỗ này sẽ có vấn đề liền. Ok, câu này mình đã sửa trong nhóm rồi ha. Cho nên những bạn mà trong nhóm đó, đó thì các bạn đã biết. Nhưng những bạn khác đó, thì có thấy được câu này nó sai chỗ nào không? Những bạn mà trong không có nằm trong nhóm đó, đó các bạn có thấy được câu này sai chỗ nào không?
Các bạn muốn sửa câu này các bạn góp ý như thế nào? Ok, sao đợi chữ hy ta? Phải là she chứ. Cái này không phải lỗi của người viết nha, mình viết mình copy mà mình copy thiếu she chứ không phải là he thì không thể nào mà là daughter, xin lỗi các bạn. She nha, she was not only an excellent student but also a decent daughter. Mình copy mà mình viết copy thiếu chữ s. Câu này mình phải nói rõ thêm chút xíu cái ngữ cảnh của nó, tức nghĩa là người ta đang nói về cái người này không, bây giờ không còn đi học nữa, không còn đi học nữa nha, người này không còn đi học nữa, đang đi làm, người này không còn đi học nữa, ngữ cảnh nó chỉ cần như vậy là đủ rồi. Người này không còn đi học nữa, đang đi làm và ba mẹ vẫn còn sống. Ý mình muốn nói với các bạn đây đó là gì? Câu này các bạn phải tách nó làm hai phần. Một đó, các bạn tách nó làm hai câu thì đúng hơn. She was not only an excellent student, but she was also a decent daughter. Thì lúc đó các bạn sẽ thấy rõ lý do là câu này phải sửa như thế nào, đúng không? Khi mà mình nói excellent student, tức nghĩa là mình nói về cái thời đi học của người đó, nghĩa là bây giờ người đó không đi học nữa, thì không còn là sinh viên nữa, nên cho nên mình phải chia ở quá khứ. Nhưng khi mà đến mệnh đề thứ hai đó, a daughter, tức nghĩa là bây giờ là con gái, thì nếu mà vẫn còn ba mẹ đó, nếu mà ba mẹ đã mất rồi đó thì mình phải dùng quá khứ đơn. Nhưng bây giờ ba mẹ vẫn còn đó thì mình sẽ dùng thì hiện tại, đúng không? Vì lý do đó, mà mệnh đề thứ nhất đó, thì mình chỉ quá khứ đơn là bởi vì mình không còn là sinh viên nữa, cho nên việc mình là sinh viên nó là quá khứ rồi, xảy ra và kết thúc trong quá khứ thì dùng quá khứ đơn. Nhưng nếu như mình dùng câu thứ hai đó là ba mẹ mình vẫn còn và cho nên mình vẫn là đứa con gái của ba mẹ đó, thì lúc đó bắt buộc mình phải dùng thì hiện tại. Chỉ trừ khi nào mà ba mẹ mình đã mất rồi thì mình không còn là ba mẹ của mình, con gái của ba mẹ mình ở hiện tại nữa, mà mình là con gái của ba mẹ trong quá khứ, lúc đó thì mình chỉ quá khứ được. Nhưng mình đã nói rõ với các bạn cái ngữ cảnh lúc đầu ha, là người này không còn là sinh viên nữa nhưng mà ba mẹ vẫn còn sống, thì câu này các bạn phải chia một động từ ở thì hiện tại đơn, một động từ thì quá khứ đơn. Chữ but ở đây không phải là but nhá, mà là but also. Cho nên câu này đó các bạn có thể sửa lại như thế này: She was not only an excellent student but also but is also a decent daughter. Các bạn thêm chữ is vô nữa là đủ. She was not only an excellent student but is also a decent daughter. Người ta nhìn vô người ta sẽ hiểu liền, có nghĩa là quá khứ đó thì lúc mà còn đi học đó thì cô ta là học sinh xuất sắc, và hiện giờ đó thì cô ta vẫn là một đứa con gái mà tốt, biết lo cho cha mẹ này kia. Các bạn có hiểu được ý của mình không? Lý do tại sao mà mình dùng như vậy? Hoặc là các bạn tách ra cái câu này thành hai câu đó cũng được. Nhưng mà nếu mà tách ra hai câu đó thì có chữ but ha, là fanboys á. Không, cái này không phải là fanboys. Nếu bây giờ quậy, có nghĩa là không còn là decent nữa, thì mình dùng quá khứ đơn luôn. Người ta muốn hiểu sao thì hiểu. Đó, Danny đặt một câu hỏi rất hay. Nếu mà bây giờ không còn là decent nữa, không còn là đứa con gái ngoan nữa, mà bây giờ là nhậu nhẹt, ta bà gì đó, không biết, thì không còn là tốt nữa, thì mình dùng quá khứ đơn luôn. Ha. Câu của bạn Hoa Xuyến Chi hỏi đó là chữ but. Cấu trúc ở đây đó, nó không phải là but, mà nó là not only chấm 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 rồi but, có thể là chấm 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 gì đó also nha. Cái chữ but và chữ also đó thì tùy theo trường hợp, có khi mình tách nó ra, có khi nó nằm kế bên nhau, nhưng cấu trúc của nó là not only xong rồi but also, thì đó là không chẳng những mà còn đó, không chỉ như thế này mà còn thế kia nữa, chứ không phải là phủ định đâu nha, không phải là tương phản, mà là thiếu cái này, có cái này và có cái kia nữa. Thì câu này nó là như vậy ha, cho nên các bạn thấy phần chia thì đó, đôi khi tiếng Việt mình không có chia thì như vậy, cho nên mình sẽ rất dễ mắc cái lỗi này. Nên
các bạn mà viết câu đó, chính bản thân mình cũng mắc lỗi này thôi. Đôi khi mình viết câu ra, mình viết xong rồi đó, mình đọc lại mấy lần mình vẫn không thấy cái lỗi. Nên các bạn phải đọc thật nhiều lần và nhờ người khác đọc. Người khác đọc đó, họ có fresh eye, tức như là họ họ có con mắt mà gọi là mới tinh đó, không chưa có bị ảnh hưởng bởi những lần đọc trước của các bạn đó, thì họ sẽ đọc và họ sẽ thấy cái lỗi dễ hơn các bạn thấy nhiều. Nên mình mới nhắc lại một lần nữa nha, cái chuyện mà các bạn học trong nhóm đó, nhờ các bạn khác kiểm tra bài là rất quan trọng. Một mình đó, thì mình có thể giúp các bạn cấu trúc ngữ pháp hay là từ vựng này kia, nhưng có những ý đó mình vẫn không hiểu được các bạn, hay là có những lỗi mình cũng sơ sót, thì nhờ các bạn khác và tutor giúp, đó là điều quan trọng nhất.